Và bây giờ là bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới khu, nguy cơ từ biến thể Omicron rất cao, thế giới phải chuẩn bị. Tổ chức Y tế Thế giới khu hôm 29 tháng 11 đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ rất cao. Theo đó, biến thể Omicron của Mi virus gây dịch COVID-19 lan rộng trên toàn cầu. Trong bối cảnh đó, các hãng dược phẩm lớn liên tiếp cho biết đang lao vào nghiên cứu vaccine đặc trị Omicron, với Pfizer tin tưởng có thể đạt kết quả trong vòng 3 tháng trong bản báo cáo đầu tiên về biến thể Omicron từ khi các nhà nghiên cứu Nam Phi loan báo sự tồn tại của biến thể này vài hôm trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới giải thích rằng với những đột biến có thể tạo ra khả năng vừa né tránh các phản ứng miễn dịch vừa tăng tốc độ lây lan thì nguy cơ Omicron lan rộng trên toàn cầu là điều rất cao. Điểm tích cực được tổ chức này ghi nhận là chưa thấy báo cáo về các trường hợp tử vong nào liên quan đến biến thể Omicron. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, căn cứ vào các đặc điểm còn rất ít đã được biết đến về biến thể này. Trong thời gian tới, đây có thể sẽ có những dịch mới kèm theo những hậu quả nghiêm trọng tùy theo các yếu tố khác nhau và nhất là nơi dịch bệnh đạt đỉnh. Pfizer, Johnson Johnson và Moderna nghiên cứu vaccine ngừa Omicron vào lúc mối lo ngại về nguy cơ biến thể Omicron vô hiệu hóa được các loại vaccine hiện hành gia tăng. Hai hãng sản xuất vaccine lớn của Mỹ là Pfizer và Johnson Johnson vào hôm 29 tháng 11 cho biết là tương tự như đồng nghiệp Moderna, họ đã bắt đầu nghiên cứu một phiên bản mới của vaccine chống COVID nhắm vào đối tượng phòng ngừa cụ thể là biến thể Omicron. Trả lời phỏng vấn của kênh truyền thông Mỹ CNBC, lãnh đạo hãng Pfizer, Albert Bourla, thừa nhận là vẫn còn nhiều điều chưa biết về biến thể Omicron, nhưng hãng của ông sẽ biết hầu hết những gì cần biết trong vòng vài tuần. Theo ông, trước đây, Pfizer đã tạo ra hai phiên bản vaccine mới của mình trong vòng chưa đầy 100 ngày để chống lại các biến thể Delta và Beta, nhưng cuối cùng đã không được sử dụng. Và giờ đây, nếu cần thiết, trong 95 ngày chúng tôi sẽ có vaccine mới chống lại Omicron. Ông cũng cho biết hãng của ông có khả năng sản xuất 4 tỷ liều khi cần thiết vào năm tới. Về phần mình, Johnson Johnson cho biết trong một thông cáo báo chí, đang trong quá trình đánh giá hiệu quả của vaccine chống lại các biến thể của COVID-19, bao gồm cả Omicron. Đồng thời, nhóm đang nghiên cứu một loại vaccine đặc biệt cho Omicron sẽ được phát triển nếu cần thiết. Trước đó, ngày 26 tháng 11, hãng Moderna, một nhà sản xuất vaccine chống COVID-19 khác, đã thông báo dự định phát triển một liều tăng cường cụ thể cho Omicron. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn nói rằng chưa thể trả lời ba câu hỏi quan trọng về biến thể Omicron. Chúng ta chưa có kết quả hay công bố khoa học để trả lời ba câu hỏi quan trọng về biến thể Omicron, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn từ Đại học New South Wales, Australia nói với BBC News tiếng Việt ngày 29 tháng 11 giáo sư Nguyễn Văn Tuấn đề cập đến ba câu hỏi quan trọng cần được giải đáp về biến thể Omicron, bao gồm thứ nhất, độc lực của biến thể Omicron ra sao, hệ số lây nhiễm và nguy cơ tử vong. Thứ hai, biến thể Omicron có thể gây ra một đại dịch mới hay không? Và thứ ba, các vaccine hiện hành thì có hiệu lực chống lại biến thể Omicron hay không? Không ai dám nói một cách xác định cho ba câu hỏi tôi vừa đặt ra cả. Không có dữ liệu để nói một cách chắc chắn, giáo sư Tuấn cho biết. Trước biến thể Omicron, các quốc gia như Mỹ, Anh đang đẩy nhanh tốc độ tiêm liều tăng cường cho người dân. Chính phủ Anh đang chuẩn bị tiêm mũi thứ tư cho nhóm dân cư thuộc diện nguy cơ cao. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh lại khuyến nghị nên tiêm liều tăng cường để chống lại các biến thể virus. Trả lời câu hỏi Việt Nam nên tiêm liều tăng cường cho đối tượng nào, giáo sư Tuấn cho rằng nên ưu tiên tiêm chủng cho người có bệnh nền, những người đã được tiêm hai liều vaccine Verocell. Giáo sư Tuấn cho biết rằng vaccine Verocell vẫn có hiệu quả nhưng không cao như các vaccine ở phương Tây như Pfizer, AstraZeneca và có chứng cứ khoa học để nói điều này. Vì các nghiên cứu từ bên Thái Lan, Hồng Kông đều cho thấy lượng kháng thể từ vaccine phương Tây như Pfizer, AstraZeneca rõ ràng là cao hơn các vaccine làm ở Trung Quốc, thời gian hiệu lực cũng dài hơn. Tôi vẫn duy trì quan điểm và ý kiến rằng những ai đã được tiêm vaccine Trung Quốc thì nên được ưu tiên tiêm liều thứ ba, giáo sư tuấn nói với bbc news tiếng việt